Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con một con Yanma là F97 đây. Con này có 97 mã lực, loại 2 cầu luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ cho nó hoạt động. Chúng ta thấy là cái đèn cháy rất là sáng luôn. Lên YouTube Hiếu Đồng Thanh tiếp tục gửi đến bà con Yanma F97 này. Và đây là con M175 đây. Con này cũng rất là nhiều mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi cái con M175 này. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cái con kia. Đây là M175. Rất tuyệt vời luôn. Nhưng mà hôm nay chúng tôi, nhiệm vụ chính của chúng tôi là sẽ quay con Yanma F97 đây này, chứ không phải là con em M175 Kubota. Chúng ta thấy cái dàn đèn rất là tuyệt vời luôn. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh tiếp tục gửi đến bà con Yanma F97D này, tuyệt vời luôn. Đây là một cái dàn đèn cực kỳ đẹp. Quá xuất sắc luôn. Tôi thấy là không có khói luôn. Đây là đóng cái bánh trước nhé. Bánh trước này là 12.424. Chúng ta thấy là rất tuyệt vời. Ở đây là cái cầu trước nhé. Phải như vậy không? Như vậy đâu không? Chỉ bật ra đâu không? Cái này chúng tôi chỉ bật ra như thế này, chúng tôi quay cho bà con xem. Rồi, chúng tôi qua phía bên phải nhé. Bật ra được vậy. Đây, chúng ta thấy đèn báo hiệu, đèn chớp. Rồi, giờ chúng tôi qua phía bên phải, chúng tôi mở ra cho bà con xem. Động cơ có 4 máy đây. Đây, chúng ta quay vĩ cho bà con xem động cơ 4 máy. Rồi. Rồi đây là cái cầu trước phía bên phải nhé. Đây là cái logo của Yanma. Bây giờ chúng tôi tiếp tục test thử, chúng tôi biểu diễn cho bà con, để bà con thỏ lòng xem cái con này biểu diễn nhé. Tất cả hàng của chúng tôi là trước khi về đến nơi thì những cái bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng đã xử lý những cái về nhớt rồi độ hơi rất cả mọi thứ, và trước khi giao trong khách chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa. Con đèn sau nó cháy là rất là tuyệt vời luôn. Con này có 97 mã lực, loại 2 cầu luôn, số cơ, cabin, máy lạnh, tất cả là đầy đủ hết.
Rồi, bây giờ là chúng tôi đang đi cái phía sau nhé. Đây, rất là hoành tráng luôn. Mình đồng cối đá. Đây những cái tem nhãn là nó còn dán in trên đây luôn đây. Tất cả cái chi tiết thông số. Và khi máy nổ thì đèn nó sẽ cháy. Rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái bánh sau này nhá. Chúng tôi bây giờ chúng tôi sẽ coi cái thông số kỹ thuật nó, chúng tôi sẽ thông báo cho bà con biết. 16.938 nhé. Đây rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng tôi đi cabin. Chúng tôi chưa quay cabin cho quý bà con xem. Đây là cái bậc thang để chúng ta đi lên tới cái cabin. Mở ra. Rồi đây là bên trong nhé, rất là tuyệt vời luôn. Hệ thống cabin, đèn chiếu sáng đầy đủ. Rất tuyệt vời luôn, những cái hệ thống máy lạnh đây. Rồi có những cái để chúng ta che ánh nắng mặt trời luôn. Và phía trước thì có cái cần gạt nước, mưa nắng. Đây nó giống như là một cái văn phòng mà thu nhỏ vậy đó, một cái phòng thu nhỏ của chúng ta để bác tài nông dân của chúng ta có thể điều khiển được thoải mái nhất. Đây toàn bộ chi tiết đây bên trong đây. Ta đại lại. Vâng, kênh YouTube của tôi Hiếu Đồng Thanh. Hôm nay chúng tôi giới thiệu con Yanmar F97D này, con là 97 mã lực loại 2 cầu. Con này có ta lái trợ lực, số cơ, cabin máy lạnh đầy đủ. Vâng, video của chúng tôi đây là kết thúc. Trân trọng gặp lại, hẹn gặp lại bà con cùng một video gần nhất nhé.